hai lúa thanh nam gặp tai nạn khi đóng phim từng thành công với bộ phim truyền hình cuộc phiêu lưu của hai lúa việc hóa thân thành người nông dân chất phác đã rất quen thuộc với nghệ sĩ ưu tú thanh nam tuy tuổi đã cao nhưng sự nhiệt huyết của chú hai tên thân mật của nghệ sĩ ưu tú thanh nam trong những cảnh quay càng khiến mọi người nể phục trong cảnh quay hai lúa chạy dọc trên đường ruộng được ghi hình từ xa nghĩa là chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của nhân vật đạo diễn lê quang hưng đã yêu cầu dùng người đóng thế nhưng nghệ sĩ ưu tú thanh nam vẫn quyết định tự mình thực hiện cảnh quay này do tuổi cao không còn khỏe như lúc trước lại phải quay đi quay lại nhiều lần nên đến lần quay thứ sáu nghệ sĩ ưu tú thanh nam bất ngờ trượt chân ngã xuống ruộng khiến đoàn làm phim một phen hốt hoảng phải vội đưa chú đến bệnh viện gần đó để kiểm tra rất may cú ngã không nặng nên nghệ sĩ ưu tú thanh nam vẫn bình yên vô sự và còn nói vui rằng tao có nghề mà tụi bay lo gì lúc đó tao dùng chiêu đại bàng hạ cánh nên chỉ bị ướt áo thôi hỏi nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam đã tính đến chuyện nghỉ ngơi chưa. Chú hai lại cười hề hề. Mệt thì mệt nhưng cái mệt thể chất vẫn không lấn át được cái vui tinh thần là được đóng phim. Trước đó vào tháng 8 năm 2013, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam cũng từng gặp tai nạn giao thông khi đi cùng vợ và các diễn viên khác. Tuy vậy ông vẫn luôn lạc quan và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người xung quanh.